bao ngày thấy nó lòng vẫn cứ mong, dù rằng anh không thể quên nỗi nhớ em đêm dài hơn. Phải chăng anh hy vọng ngày sẽ chóng qua anh không thể buồn. Không lúc thoáng qua con tim em đang khóc, mà tại sao em không hiểu ra vì điều đó. Trân trọng nhất. Vừa rồi quý vị vừa thưởng thức một ca khúc, một bài hát mà khi Hiếu bước chân vào con đường ca hát đầu tiên. Cảm ơn em. Chính vì ca khúc này, Hiếu được quý vị khán giả đón nhận nhiều hơn. Vừa rồi quý vị vừa thưởng thức một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ, ca khúc được mang tên Đừng Buông Tay Anh. Vâng, với nhạc phẩm này thì quý vị có thể cho Hiếu một tràng pháo tay thật lớn hơn chưa được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị. Nãy giờ Hiếu ngồi bên trong chờ thì thấy không khí chắc có lẽ cũng hơi buồn. Nên một nhạc phẩm tiếp theo, Hiếu xin mời đến quý vị một bài hát rất là dễ thương. Một ca khúc mà Hiếu lần đầu tiên đóng một cái bộ phim ca nhạc cùng với một người bạn.